Hello, Duy Nguyễn xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay là mình rất vui được giới thiệu đến tất cả mọi người một cái thiết bị mới để mà dành cho các bạn đam mê ca hát, livestream, thu âm, đó, các thứ luôn. Và đây sẽ là một siêu phẩm bán chạy trong năm nay. Bởi một lý do tại sao rất là đơn giản. Trên tay của Duy Nguyễn hiện đang cầm một cái thiết bị để chúng ta livestream y như một chiếc điện thoại luôn, các bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là đẹp. Cực kỳ nhỏ gọn, xài pin và chúng ta có thể hát mọi lúc mọi nơi, hát bất kỳ nơi nào chúng ta thích ha. Chỉ cần một chiếc tai nghe, các bạn chỉ cần một chiếc tai nghe cắm vào đó. Đây là thiết bị, để mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem, các bạn thấy không, rất là đẹp. Nhiều chế độ hát, con này có auto tune, điều chỉnh bass shape, điều chỉnh reverb, rồi chế độ giả giọng, bluetooth, nhạc nhò các thứ. Thì một tí xíu nữa khi mà kết nối với lại điện thoại thì Duy Nguyễn sẽ cho các bạn nghe được âm thanh của nó, các bạn sẽ bất ngờ. Còn bây giờ thì Duy Nguyễn sẽ cắm thử nha. Đấy, các bạn thấy không, chỉ cần một chiếc tai nghe thôi, phải nói rất là sướng luôn quý vị. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ cắm cái cọng dây livestream này vào cái điện thoại. Rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Các bạn thấy thế nào? Âm thanh như thế nào? Có hay hay không ạ? Chế độ, hiện tại Duy đang ở chế độ ballad, tức nghĩa là để chúng ta hát những bài nhạc ballad. Khi mà Duy Nguyễn bấm một cái nó sẽ đổi nè. Qua chế độ MC, chế độ MC để dành nói chuyện nó sẽ bớt reverb lại. Tu xin. À, ông già, ông già. Alo. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Alo. Alo, alo, 1, 2. Alo. Robot, robot, chế độ robot. Alo, đó. Khi mà các bạn nghe là các bạn đã thấy được con này nó rất là nhiều chế độ. Chúng ta vừa có thể kể chuyện, những bạn mà làm YouTube á, những bạn mà làm YouTuber á, chúng ta có thể kể chuyện, livestream Bigo Live, livestream Facebook, đủ thứ hết ha. Bây giờ những cái nút bên dưới nè, những cái nút bên dưới nó sẽ là đi kèm hiệu ứng nè. Thấy không? Rất là phù hợp để chúng ta live video. Thấy chưa? Rất là sướng, play lap. Ok. Đó, ready boy. Nhiều. Hung nè, hung nè, hung nè. Thấy không? Hung nè. KO nè. Thôi, còn rất là nhiều, cười nữa nè. Đó, rất là nhiều chế độ để chúng ta hòa trộn ha. Và đặc biệt á, ở phía bên trên của cái box này á, chúng ta có thể kết nối được ra lo ngoài để chúng ta hát luôn nè. Đó, nó có cái ngõ âu ha. Rồi, nó có cái ngõ micro. Nếu như mà các bạn có một chiếc micro nào đó, các bạn cắm vào, các bạn livestream được luôn, để được cái âm thanh nó hay hơn ha. Còn hiện tại là mình đang sử dụng bằng cái tai phone. Đó, headset, earphone, đó, đầy đủ, coi như là cổng kết nối đầy đủ ha. Hai bên hông của nó đó, hai bên hông của nó đó, nó sẽ là điều khiển âm lượng của micro nè. Đó, rồi điều khiển âm lượng của monitor ngõ ra, rồi điều khiển âm lượng của ngõ thu âm. Đó, điều khiển nhạc, nói chung là riêng hết các bạn. Mình vừa điều khiển được micro nè, vừa điều khiển được nhạc nè, rồi ngõ livestream nè, reverb nè, các thứ luôn. Ở dưới nó sẽ là điều khiển reverb nè. Đó, hai bên phải nói là khá đầy đủ, rất đầy đủ luôn chứ không phải gọi là khá nữa. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ mở một bài nhạc nha. Duy Nguyễn sẽ mở một bài nhạc hát để cho các bạn nghe thử nha. Mình sẽ hát bài Cơn Mơ Băng Giá đi ha. Ok, nghe thử nha. Chút nữa mình hát á, mình sẽ đổi chế độ luôn. Con này có auto tune luôn nha các bạn, có auto tune luôn đó. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mờ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về.
con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập tràn tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa lầy hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mong kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong mai, bờ môi còn khao khát chờ. Bạc Tô Lân nha, cầm tay anh nhé. Dù đời này quá mong mang giờ, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm êm. Tôi phải đúng tóc rồi các bạn. Alo, 1, 2. Rồi bây giờ đổi qua chế độ professional nha. Alo. Rồi mình cái này ấy, đi ra đường hát được luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đi đâu cũng được. Ra đường chơi. Rồi thời gian đâu rồi? Thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mong kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa bắt ra, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong mai, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này quá bao bão giông, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũ êm đềm. Ok, các bạn vừa nghe bài Cơn mưa băng giá. Các bạn đánh giá âm thanh của nó như thế nào? Chỉ qua tai phone thôi mà ca y như là phòng thu đúng không? Đó. Và giá sản phẩm cực kỳ mềm luôn, chỉ vài trăm nghìn thôi là chúng ta đã sở hữu được một cái bộ như thế này rồi. Chúng ta chơi rất là phù hợp cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc nha. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm có thể liên hệ số hotline bên trên màn hình. Duy Nguyễn sẽ tư vấn và giao hàng cho các bạn nha. Còn bây giờ Duy Nguyễn xin phép chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người.